Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây đang có mặt tại một cái chương trình rất là đặc biệt của Hội Cây Cảnh Phúc Thọ. Hôm nay là buổi sinh nhật của các anh. Em chào anh ạ. Anh chào em nhé. Anh giới thiệu hôm nay là anh tên là Cường, nhà vườn Mạnh Cường, là trưởng ban tổ chức của cái của ngày kỷ niệm 1 năm thành lập câu lạc bộ Thọ. Thì hôm nay cũng chào mừng em đến với và cũng giúp bọn anh để đưa cái truyền thông lên để cho tất cả anh em yêu cây trong nhà nước, và cũng trân trọng mời tất cả anh em yêu cây là đến tại nhà vườn Hoàng Thao cạnh bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ để dự một cái buổi trưng bày cây của kỷ niệm 1 năm sinh nhật của câu lạc bộ. Và những tác phẩm bọn anh ở đây thì thường đợt này bọn anh sinh nhật thôi, bọn anh tổ chức tầm 300 tác phẩm, toàn cây mini thôi em ạ. Đấy, ở một cái view của em là rất đẹp. Cây của anh, cây của anh. Đây cũng giới thiệu với em, đây là một tác phẩm, cái này cây xanh Nam Điền. Cái này là một cái cây 8 tầng ngày xưa phá ra em ạ. 8 tầng đúng không? Đấy. Mà làm được cái bộ tây tán như này là một quá trình mới chục năm đấy. Nó ít nhất phải 20 năm mới được bộ tây tán như này. Cái đường chạy thân rất dị. Đẹp em ạ. Nó có những cái cây này, cây này nó già. Cây này của anh thứ nhất là rất già rồi. Cây dài mà. Thứ hai là cái khi mà người ta định hình nhé. Đúng rồi. Người ta định hình cây này với định hình thành khá đẹp. Form dáng đẹp đúng không anh? Cây này nó được tất em ạ. Thứ được độ già, được đường tay chạy. Cành này. Ừ. Được bệ gốc đẹp. À. Đường chạy đẹp. Đấy. Quá đẹp. Vâng. Đây là cái số điện thoại của anh. Vâng. Để quý khách hàng. Đây là số điện thoại của anh Nguyễn Mạnh Cường ở Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội. 0389281677. Mặt nào cũng đẹp anh ạ. Mặt nào cũng đẹp. Độ già nó đang chun hết cây. Đây là một cái cây mà hai người bê là cũng đáng chơi em. Vâng. Cây này của anh nó là đồ chơi này. Nó là đồ chơi, đúng. Đồ chơi để anh em xách đi chơi đây. Chơi luôn rồi. Đấy. Cây này lọc răm nhà nó thì phải nói là miễn chê rồi. Miễn chê đúng không? Bộ răm của nó. Đây quý vị nhìn form dáng đẹp không? Vừa tầm anh em bê đi chơi. Hai cái tác phẩm này của anh Nguyễn Mạnh Cường chỉ cần hai người bê thôi. Hai người bê đấy. Bác nào có ô tô là đút vào cốp là đi chơi đi được. Đi chơi được. Ok anh. Anh Cường đợt này anh mang mấy tác phẩm đến chung vui với anh em nhỉ? Anh mang tầm 20 tác phẩm đấy. 20 tác phẩm. Khi mà sáng nay bước vào em rất ấn tượng với tác phẩm xanh lá móng này của anh. Đúng rồi, cây này là cây xanh lá móng đĩa bay em. Vâng. Cây này anh vừa đề lại một lượt. Ít nữa và từ Tết anh lại đề cho nó xuống thấp nữa. Vâng. Đấy. Đây quý vị ơi. Cây này 5 thân. Cây này rất bé nhưng mà nhìn từ dưới lên nó như một cây đại thụ ở đại ngàn. Đúng rồi em ạ. Mà cây này sau khi nữa bới tất cả đất này ra đến lộ cái này và anh chêm cái hòn đá này cao lên tầm 3 phân nữa. Em ạ, yêu cây ạ. Thì anh chêm lên thì anh thả nước, xanh lá móng rất ưa nước. Đúng rồi. Em thấy đẹp không? Xanh. Nhưng mà trông nó bệ vệ thật. Đây anh nhỉ. Đấy. Nhìn như này mà. Hai mặt đều đẹp ạ. Hai đứa người làm đá cây này cũng là rất đẹp. Nghệ nhân nào vào đá cho anh nhé. Cây này là anh mua nó có sẵn rồi em. À, dạ. Đấy. Đây, đây quý vị ơi, riêng cái chất của lá móng da nó chun lại luôn. Cái này bỏ rồi em ạ. Cái này đợt vừa rồi là anh... Đấy, anh kéo nó xuống một tí để cho nó... Bây giờ nó ổn rồi. Đẹp không? Đẹp quá anh. Cây này là anh đặt tên là cây đĩa bay. Đĩa bay đúng không ạ? Tác phẩm đĩa bay của anh Nguyễn Mạnh Cường. Đẹp. Phúc Thọ, Hà Nội. Đây quý vị nó chun không? Trông nó đây. À, quý vị nhìn cái tổng bóng này. Như một cây ở giữa đại ngàn. Đây, anh còn đây, đây sau tiếp theo anh quay. Đây chúng ta cùng đi với anh. Ngắm anh Nguyễn Mạnh Cường mang 20 tác phẩm đến với lại. Triển lãm của anh em trong hội. Thoải mái ngắm luôn. Đấy. Đây cây gì đây anh? Cây đấy cây hải châu, đây đang đầy đặc quả đây em này. Thích không? Em thấy cây hải châu đẹp không? Vâng. Một cây hải châu mà anh sở hữu nhiều năm rồi đấy.
Cây của anh nó già cổ mà có phần lúa đẹp quá nhỉ. Đấy. Đấy, cứng nắc em nhé. Đừng, à. Cây này không bao giờ mục mục được cả. Đấy, em nhìn gõ vào như thế này. Đấy. À. Đẹp không? Đang bắt đầu ra. Đang đầu ra quả nhiều quá em ạ. Những cái đọt này là ra hết hoa này. Trong 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 cái phần mảnh đời còn lại thì thấy tức là cảm nhận được cái thời gian. Đúng rồi em. Ở trên cây đúng không anh? À, cây này nếu ở trên tuổi chậu thì nó rơi vào 30 năm rồi em. Vâng. Không dưới 30 năm em ạ. Bởi vì nó sống chỉ có những cái thân này đây, chính vâng. Đi lên. Còn đây tất là anh làm lũa hết. Đẹp không? Tay cành của nó thì nói à, là Nhật làm... các cây còn không lũa người ta làm lũa ra. Đấy. Để cho nó cái cảm nhận dòng chảy thời gian. Đúng rồi. Hải Châu của anh đẹp quá nhỉ. Ừ, tác phẩm Hải Châu. Vâng. Đây, em xem này, quả dày đặc này, em quay đây cho quý khách hàng giúp anh. Đây, đây là hoa hay quả đây anh? Đây, quả đây. Đây, quả luôn ạ. Đấy, đây, quả đây. Chỗ này nó dày quả thì... Đây. Quả à. Lên rồi. Đây, quả luôn này. Đấy, nó đang dày hoa này. Vâng. Nó ra hoa đây này. Những người mũ hoa này rất là nhiều. Mà. Vâng, cây đẹp quá. Anh còn cây nào gần đây không anh? Đây, anh ra đằng này. Đấy, đây, chúng ta vừa đi theo anh Cường đấy vừa... À. Vừa ngắm cái khuôn bởi viên. Bởi vì anh nói với kênh yêu cây là anh thì là đặc sản với những cây ăn trái, cây hoa. Vâng. Đấy, vườn của anh là nhiều cây ăn trái và cây hoa lắm. Hôm nay anh mang giới thiệu cho mọi người là anh vừa lấy một cây tường, à, cây bằng lăng tím. Bằng lăng tím. Đấy, em lên đây em soi cây bằng lăng. Đây quý vị ơi, một khuôn viên này. Đấy. Trưng bày cây đẹp không? Phải nói là mê ly luôn quý vị ạ. Đây, chúng ta cùng ngắm đấy. Tác phẩm bằng lăng của anh Nguyễn Mạnh Cường. Đang bung hoa nhé quý vị nhé. Đây là một cây bằng lăng mà độc đáo đấy em ạ. Em, à, cái tay cành của nó làm phải nói là... Đây, đây là mặt chính của nó. Vâng, đây chúng ta nhìn cái bẹ này thành cái củ lu. Ô, cục. Khủng khiếp không? Đấy. Đấy. Chúng ta ngắm mặt sau trước luôn. Đấy, đây, quý vị lu này. Đấy, cái bộ tay thấy... dàn tay cành của anh kinh thật anh ạ. Em thấy cái bộ tay cành cái hoa như thế này không đơn giản một chút nào. Đấy, đây là cây quý em ạ. Cái bẹ này. Đấy, đây là tác phẩm luôn anh. Đấy, đây là tác phẩm quý đấy em. Vâng. Một tác phẩm rất quý đấy. Tác phẩm quá quý luôn. Nhìn ngoài thì thấy rất bình thường. Đi vào từng chi tiết nó đẹp thật quý vị ạ. Nó không có một tí sẹo nào. Em mà nhìn một tí sẹo nào thì anh chưa phát hiện một chút sẹo nào. Vâng. Nó liền lạc hết rồi mà nổi u hết rồi. Phải nói cây bằng lăng này. Một cây đáng sưu tầm em. Anh có thể tiết lộ cái cây này bay khoảng giá bao nhiêu anh? Thật ra cây này anh nói thật là anh mua về đây là vâng. 98 triệu, 100 triệu người ta bớt cho anh 2 triệu. Vâng. Nhưng đến giờ phút này có những người giả anh đến 130 rồi anh không bán. Vâng. Đẹp quá anh ạ. Bởi vì anh sưu tầm những cây này là thật sự là anh sưu tầm để anh muốn chơi là chính. Những cây độc lạ này. Thứ nhất dáng hoa, thứ hai dáng quả, thứ ba dáng cành, một cây hoa mà nó và phải nói nó còn xịn hơn cả một cây bonsai. Đúng rồi, tin anh lại giới thiệu em một cây hoa sữa của anh. Anh vừa sưu tầm được đã. Em xin phép là dừng cái cuốn video ở đây và hẹn gặp anh ở video tiếp theo. Nhất trí. Em xin chúc mừng anh Nguyễn Mạnh Cường ở Phúc Thọ, Hà Nội đã có rất nhiều cái tác phẩm đang ở tại sân chơi của chung của hội. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Em chào anh ạ. Rồi, chào em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.